xanh lơ có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu ca mong chờ. Trao giấc mơ xuân cùng nhau, chạy dần lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về thôn em mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng, nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi phai ta còn vui hoài. Trời quê bắt ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình mái xanh tươi, bức cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp bao câu ca yêu đời. Ai có ông dễ quý, chả nhà ai có cô dễ...
làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi xa xem, cô dâu con y chang mi miều, cô dâu non non sung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền, ô ngô thay có cả niềm vui. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính xong chưa? Em ơi, người tình tôi ơi,
trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà. Tròn đôi tám nàng à bóng bưởi trắng, tròn đôi chín chàng màu đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con em nhất là ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng vàng em cũ thôn giòn. Nhà anh có ruộng cò bay thắm cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại dài. Trai thiết bò dê con gái thiết lợn gà. Kênh nối tình miền quê buồn vui
dân trong làng xa nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm hè. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp câu chê, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê. Câu chê bao trưa hè vui một câu về, để lòng ai quên hết đau nề. Và chú rể Quang Bình và cô Dương Trịnh Hòa về thưa với mẹ thầy trong ngày lành tháng tốt sang nhà em chơi. Và kính thưa quý vị, và mọi thủ tục buổi lễ ăn hỏi thì ngày hôm qua gia đình của nhà trai và gia đình của nhà gái đã hoàn tất. Và ngày hôm nay đôi bên gia đình long trọng buổi lễ vô quy, lễ xin đón dâu tại gia đình của nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, miếng trầu luôn luôn là đầu câu chuyện của tình yêu. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là bác đoàn trưởng, một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình hoặc nhà trai, sẽ có đôi lời phát biểu, đôi lời xin được xin đón dâu, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các bác, các anh, các chị và toàn thể bà con trong hội hôn,
cũng như là hôm qua tôi đã đưa chuyện với lại các cụ cùng với lại gia đình ông Hải và bà Vân. Thế đến hôm nay đến giờ thì năm chọn tháng, tháng chọn ngày, ngày chọn giờ, đến giờ tốt thì chúng tôi xin phép ông bà Hải và bà Vân cùng với các cụ ở đây để đón cháu về làm lễ ăn cưới tại nhà trai. Xin đến giờ thì xin kính mời tất cả các cụ, các bác, các anh, các chị đến để làm lễ tổ chức cho cháu cho nó được trọn vẹn. Xin hết ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã lắng nghe đó là lời phát biểu của bác trưởng đoàn trong gia đình hoặc nhà trai. Bác xin được đón cô dâu Trịnh Hoa về làm dâu con trong nhà cũng như là lễ thành hôn chính thức dành cho Quang Bình và Trịnh Hoa. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu đó là bác đại diện cho gia đình và nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn cũng như là đôi lời xin được chấp thuận lời đón dâu của gia đình và nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông. Và siêu trường hãy nổ một tràng pháo tay để đón chào vị trưởng đoàn cho gia đình và nhà gái. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, các chân khách gần xa của hai họ, hai gia đình, cùng bạn bè của hai cháu. Hôm nay ngày tốt tháng lành, họ nhà trai tới hôn trường và nhà gia đình nhà gái chúng ta đặt lễ xin đón cháu Hòa về trai hôn trường nhà trai để chúng ta đồng tổ chức dự buổi lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Thay mặt gia đình họ nhà trai gái, chúng tôi ghi nhận lễ xin dâu của họ nhà trai. Lời kính mời các cụ, công, các bà, chúng ta tiếp tục mời nước, mời trà, chia vui và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Ít phút nữa chúng ta cùng đoàn nhà trai trở về hôn trường nhà gái để đồng tổ chức dự buổi lễ thành hôn long trọng của hai cháu chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe đó là lời phát biểu của bác đại diện cho gia đình hoặc nhà gái. Bác xin được cảm ơn tới sự diện của các cụ, các bác, các anh chị và các bạn cũng như là chấp thuận cho gia đình hoặc nhà trai đón dâu, đón cô dâu Trịnh Hoa về gia đình hoặc nhà trai làm lễ thành hôn chính thức. Và kính thưa quý vị, và chú rể Quang Minh của chúng ta hôm qua thì để đêm nằm lưng chẳng dính giường, mong chân trời sáng lên đường đón nàng dâu. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể Quang Minh sẽ vào buồng trao hoa cho cô dâu Trịnh Hoa cũng như là đón cô dâu Trịnh Hoa ra đứng trước bàn thờ gia tiên để cùng dâng lên bàn thờ gia tiên những nén nhang thơm tỏ lòng thành kính trong ngày vui cưới ngày hôm nay với truyền thống.
sự cho mời những ông kinh ở đây. Và siêu trường hãy nổ một tràng pháo tay để cùng chào đón chú rể Quang Bình và cô dâu Trịnh Hoa. Xin kính thưa quý vị, và sau ít phút đứng trước bàn thờ sân tiên để cùng dâng lên những nén nhang thơm tỏ lòng trân kính này trong ngày vui cưới ngày hôm nay. Lúc này đây, phía trên sân khấu từ xa gia đình người gái của chúng ta là một đôi trai tài gái sắc, đôi xây dựng hạnh phúc mối tình trăm năm. Và kính thưa quý vị, chú rể Quang Bình của chúng ta hôm nay thì đúng là đẹp tự như hoa đào mùa xuân. Vui cùng cô bác gia nhân xóm trên làng dưới ai cũng phải ngợi khen. Và cô dâu Trịnh Hòa của chúng ta hôm nay thì đúng là xinh quá là xinh, nụ cười ấp lung linh tóc bồng, lông mày mí mắt cong cong, đôi má ửng hồng tay thời búp măng, hàm răng thì đều đặn trắng trong, cổ ngấn ba vòng đầu tựa chim câu. Và hôm nay em theo mối tình đầu của em, thế là từ lạ thành quen, từ thương đến nhớ đến thèm hơi nhau. Và kính thưa quý vị, và trong lúc này đây trở về sân khấu trực cưới thì cùng chúc phúc mừng duyên dành tới cho Quang Bình và Trịnh Hòa có rất đông đảo sự diện của các quý vị. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng cúi chào để cùng ra mắt quan viên họ trong buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, siêu trường hãy nổ một tràng pháo tay để cùng chúc hạnh phúc tới cho Quang Bình và Trịnh Hòa. Xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu đó là hai bà mẹ, mẹ của chú rể Quang Bình và mẹ của cô dâu Trịnh Hoa. Đó là phần trao chiếc nón, một chiếc nón hình tròn không điểm đầu không điểm cuối, tượng trưng tình cảm vô bờ bến của hai bà mẹ trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một chiếc nón rất là đặc biệt, đó là tự tay hai mẹ, mỗi mẹ sẽ buộc một bên quai nón và trao lại cho hai người con của mình. Để kể từ ngày hôm nay, đôi bên gia đình đã chính thức trở thành thông gia. Quý vị, và kể từ ngày hôm nay thì gia đình nhà ông Hải, bà Vân và gia đình nhà bà Cam đã chính thức trở thành thông gia. Chúc cho đôi bên thông gia luôn luôn được keo sơn gắn bó đậm đà tình thương. Và lúc này đây thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng đến hình ảnh hai bà mẹ đứng trên phía trên của sân khấu tiệc cưới để trao lại chiếc nón cho hai người con của mình, tượng trưng tình cảm trong ngày vui ngày phúc ngày nay. Thì luôn luôn hai bà sẽ luôn đi luôn bên cạnh hai người con của mình để cùng che chở suốt cuộc đời này. Và thay mặt cho chú rể Quang Bình và cô dâu Trịnh Hoa, xin được chân thành cảm ơn tới hai mẹ, chúc cho hai mẹ luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn hai bà. Quý vị, và để cảm ơn tới sự diện của các quý vị thì ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ đi từng bàn rót nước mời trà, kính mời các cụ, các bác, các anh chị và các bạn để thay cho lời cảm ơn gửi tới các quý vị trong buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các quý vị chúng ta cùng liên tục mời nước, mời trà và cùng chúc phúc mừng duyên chung dự buổi lễ vô quy dành cho Quang Bình và Trịnh Hoa.
màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên dài lâu. Nhà trai thì hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng sau. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu với rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Ngày hôm ôi thôi họ hàng ta có giá là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng và một lần nữa xin được kính truyền lời mời của gia đình Hòa Nhà Gái, kính truyền lời mời của Trịnh Hoa và Quang Bình xin được kính mời tới các quý vị, chúng ta lại liên tục mời nước mời cha. Và kính thưa quý vị, đúng là ngày xưa thì còn nhỏ còn thơ, còn mơ bóng gió, còn vờn bóng trăng, mẹ thương thì móc võng cho nằm, cha thương cha cõng ầm ầm trên lưng. Và kính thưa quý vị, trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay thì người làm cha, người làm mẹ của cô dâu Trịnh Hoa
cũng có món quà để trao lại cho hai con trong ngày vui cưới ngày hôm nay. Xin được kính mời lên sân khấu đó là ông Trịnh Viết Hải và bà Đinh Thị Vân, thân sinh ra cô dâu Trịnh Hòa, có món quà để trao lại cho hai con trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Kính thưa quý vị, đúng là nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy che chở đời con. Kính thưa quý vị, đúng là con là con gái mẹ cha, là vàng là ngọc của cả nhà con ơi. Ngày vui thì con đã đến rồi, con về bên ấy với người con yêu. Xa con cha mẹ dặn một điều, đạo dâu con phải giữ nghĩa vợ chồng dài lâu. Kính thưa quý vị, đúng là lấy chồng thì phải theo chồng, sống sao cho khéo đẹp lòng mẹ cha. Ông bà cùng với họ ta thấy hai con hạnh phúc thì cả nhà sẽ cũng cùng vui. Mẹ ơi, lòng mẹ bao la quá, bố mẹ thương chúng con quá, bố mẹ nuôi chúng con khôn lớn, và trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay, cha mẹ cũng có món quà để trao lại cho hai con. Chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin được thay mặt cho chú rể và con dâu xin được chân thành cảm ơn tình cảm của bố mẹ. Chúc cho bố mẹ luôn luôn được mạnh khỏe và thành công. Kính thưa quý vị, đúng là anh em thì như thể chân tay, rất lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là gia đình người em trai của cô dâu Trịnh Hòa, có món quà để trao lại cho anh chị trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời gia đình em trai. Rồi, kính thưa quý vị, và lúc này đây phía trên sân khấu giật cưới là gia đình người em trai yêu dấu của cô dâu Trịnh Hòa. Trong ngày vui ngày phúc của anh chị, gia đình em trai cũng có món quà để trao lại cho anh chị. Chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc. Và thay mặt cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn tình cảm của em. Chúc cho em và gia đình của mình luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, và lúc này đây một lần nữa thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu Trịnh Hòa sẽ cùng trở lên phía trên của sân khấu để chụp tấm ảnh đại gia đình trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Và xin mời gia đình hội nhà gái chúng ta hãy chuẩn bị sau khi bố mẹ và gia đình của gia đình hội nhà gái chụp tấm ảnh làm kỷ niệm xong, xin được trân trọng kính mời các bạn của cô dâu cũng như là đại gia đình và nhà gái chúng ta muốn chụp những tấm ảnh làm kỷ niệm trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay thì chúng ta chuẩn bị trở lên sân khấu chụp cưới.
xa quá là chịu chơi. Tiếng nô và ngày đám cưới hoa mời thì khăn đông áo dài đi nhau kế. Mừng con sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu. Hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rôn rèn. Riêng ly này tôi chúc cho tân lang, chỉ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết rần rần. Chuẩn bị đến giờ ra điệu nhà trai, xin phép được đón cô dâu Trinh Hòa trở về sân khấu nhà cưới tại tư gia gia điệu nhà trai làm lễ thành hôn chính thức cũng chuẩn bị đến. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là bác đoàn trưởng cho gia đình họ nhà trai. Một lần nữa sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn cũng như là đôi lời xin được kính mời tới các quý vị sang để dự buổi lễ thành hôn chính thức dành cho Quang Minh và Trinh Hòa. Xin được trân trọng kính mời ông. Uầy. Bà Tam và bên họ nhà trai, tôi xin có lời cảm ơn đến tất cả các cụ, các bác, các anh, các chị và toàn thể hội hôn đã dành cái chút tình cảm rất đặc biệt đối với gia đình họ nhà trai chúng tôi, đón tiếp nồng nhiệt. Nụ cười say đắm như du hồn em, mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đứng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm lạ lơi, không như em chiều trôi lơi chốn nơi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng xa, trong đám đông những người thật tha. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em.
vọng rời ra đôi bên gia đình thống nhất được vào đón cô dâu Trinh Hòa trở về sân khấu của tiệc cưới gia đình hoặc nhà trai để làm lễ thành hôn chính thức. Và thay mặt cho gia đình hoặc nhà gái, thay mặt cho cô dâu Trinh Hòa chú rể Quang Minh, xin được chân thành cảm ơn đến sự hiện diện của các cô, các bác, các anh chị và các bạn đã dành tình cảm, thời gian và ngọc của mình để trở về sân khấu tiệc cưới tại thư gia gia đình hoặc nhà gái để cùng chung dự buổi lễ vô quy dành tới Trinh Hòa và Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và những làm chương trình, chúng tôi xin được chúc cho đôi bên phái đoàn gia đình trên đường đi thượng lộ bình an, và xin được chúc cho gia đình nhà ông Hải, bà Vân và gia đình nhà bà Cam luôn luôn được gắn kết thông gia tình. Và kính thưa quý vị, và xin được chúc cho Trinh Hòa và Quang Bình trong năm hạnh phúc. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn. Trọn đời say ngấu trăm năm bên lỡ trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời, anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đứng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm lạ lơi, không như em chiều trôi lê chốt nơi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng xa, trong đám đông những người thật tha, anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Trọng nhất dành cho chú rể của cô dâu. Kính thưa toàn thể các quý vị tân khách, các cụ, các bác, các anh, các chị và các bạn, lời đầu tiên trong buổi lễ thành hôn chú rể Quang Bình, cô dâu Trịnh Hòa tại tư gia gia đình nhà trai ngày nay, cho phép chúng tôi những người làm chương trình xin được trân trọng được chuyển lời của hai bên gia đình, chuyển lời của đôi duyên mới Quang Bình, Trịnh Hòa xin được gửi tới toàn thể các quý vị một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất.
toàn thể các quý vị, trải qua tháng đợi năm chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Chắc hẳn các quý vị chúng ta trở về đây cũng biết được rằng chú rể Quang Bình của chúng ta, một anh chàng rất đẹp trai, đêm nằm thì thao thức năm canh, mong trời mau sáng lên đường đi đón Trịnh Hòa. Và tôi xin hỏi chú rể Quang Bình ạ, ngày hôm nay thì các quý vị chúng ta nhìn thấy chú rể Quang Bình rất là vui trong trang phục ngày cưới của chú rể và cô dâu. Lúc này chúng ta nhìn thấy phía trên của sân khấu trường một đôi nương rất là đẹp đôi được xây dựng hạnh phúc mối tình trăm năm. Và trong cái câu chuyện tình của chú rể Trịnh Hòa và cô dâu Quang Bình thì đặc biệt cô dâu Trịnh Hòa có nói với chú rể Quang Bình rằng: anh Quang Bình đẹp trai thân mến ơi, nếu anh muốn lấy em về làm vợ thì anh hãy về xóm Kim Phú đúng không ạ? Quốc đất trồng cau để em trồng ké, dàn trầu cạnh bên, bao giờ trầu nọ lên xanh, cau ra trái chín, chúng mình sẽ nên duyên vợ chồng. Và xin hỏi chú rể Quang Bình một chút ạ, cau đã ra trái chưa? Cau ra trái rồi. Quý vị cho một tràng vào tay đi ạ. Và ngày hôm nay thì cau cũng đã ra trái và trầu cũng đã nên xanh, được sự tác hợp của hai bên gia đình, được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Hôm nay ngày vui chính thức của Quang Bình và Trịnh Hòa được diễn ra tại tư gia gia đình nhà trai. Và ngày hôm nay thì các quý vị chúng ta trở về với tư gia gia đình nhà trai thì ai cũng đều biết chú rể Quang Bình là con trai gia đình bà Cam. Quang Bình hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa của huyện Kim Sơn. Và kính thưa toàn thể các quý vị, trải qua những ngày tháng tìm hiểu của đôi bạn và ngày hôm nay, khen ai kéo chọn ngày lành để cho hai bạn hôm nay đã kết thành phu thê. Và kính thưa toàn thể các quý vị, một anh chàng rất đẹp trai tại quê hương Kim Phú, La Phù, Ninh Khang, đi khá nhiều nơi từ quê hương La Phù trở vào đến mũi Cà Mau, trở ra miền ở quê hương quan họ Bắc Ninh, nhưng không đâu sánh bằng mảnh đất cố đô nghìn năm lịch sử, chú đã tìm được người con gái đem lòng yêu thương. Đó là tại gia đình nhà ông Hải, đó là cô dâu Trịnh Hòa đang công tác tại Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình huyện Hoa Lư ngày nay. Và ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 2019, tức là nhằm vào ngày 20 tháng 10 năm Kỷ Hợi, lúc này các quý vị chúng ta được chứng kiến với niềm vui, hạnh phúc của Quang Bình và Trịnh Hòa. Và để buổi lễ thành hôn của đôi bạn xin phép được bắt đầu, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu một cái cúi chào với trận diện của toàn thể các quý vị, những chàng có tay của toàn thể các quý vị để cùng chúc mừng ngày nay. Kính thưa toàn thể các quý vị, tại tư gia gia đình nhà gái, tại quê hương Đông Hoa của La Phù, Sạch Khang ngày hôm nay, trở về với tư gia gia đình nhà trai, đưa con đưa cháu của mình trở về cùng làm công tác tổ chức buổi lễ thành hôn cho Quang Bình và Trịnh Hòa ngày hôm nay. Ngay lúc này xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là vị trưởng đoàn của gia đình nhà gái và vị trưởng đoàn của gia đình nhà trai, có lời trao dâu, có lời nhận dâu nhắn rể ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn cùng trở lên phía trên của sân khấu ngày nay. Trân trọng kính mời. Có quý vị và đảm nhiệm một vai trò cũng rất quan trọng của gia đình nhà gái, đưa đoàn gia đình nhà gái cũng như sự gửi gắm của gia đình ông Hải, đưa con đưa cháu của mình trở về với tư gia gia đình nhà trai cùng làm công tác tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Quang Bình và Trịnh Hòa. Và ngay sau đây các quý vị chúng ta sẽ cùng đến và lắng nghe những ý kiến phát biểu trao dâu vị trưởng đoàn gia đình nhà gái ngày nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị tân khách gần xa của hai họ, hai gia đình cùng bạn bè của hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà gái chúng tôi đưa cháu Hòa về tại hôn trường họ nhà trai để đồng tổ chức buổi lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Giờ phút này tôi xin trao gửi cháu Trịnh Hòa về làm con dâu chính thức
của gia đình bà Cam và là cháu dâu của các cô, các ông, các bà, họ, nhà trai. Cũng giờ phút này cháu Bình là con rể chính thức gia đình ông Hải và là cháu rể của các cụ, các ông, các bà, họ, nhà gái chúng tôi. Bác chúc hai cháu vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. Thay mặt gia đình họ nhà gái, tôi trân trọng cảm ơn sự đón tiếp ân cần chú đáo của họ nhà trai cùng toàn thể hội hôn hôm nay. Chúc toàn thể các quý vị vui khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu cháu dâu của vị trưởng đoàn của gia đình nhà gái. Và ông cũng không quên những lời cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình nhà trai dành tới các cụ cao niên cũng như các cụ, các bác, anh, các chị và các bạn đến từ gia đình nhà gái. Và vừa rồi thì các quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những ý kiến phát biểu trao dâu. Và xin được trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn của gia đình nhà trai có đôi lời phát biểu nhận dâu và cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các bác, thưa toàn thể hội hôn, là một ngày vui nhất của cháu Bình và cháu Hòa. Hôm nay gia đình nhà bà Cam cùng với lại họ chúng tôi tổ chức đón cháu Hòa về làm dâu làm con của bà Cam và làm cháu dâu của họ Phạm chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng, xin nhận lời khuyên giải của ông đại diện cho họ nhà gái và nhận cháu dâu về làm dâu làm con của bà Cam và là cháu dâu của họ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các bác, các ông, các bà, các anh, các chị đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Trong gia đình nếu có vấn đề gì về khiếm khuyết, về đoán tiếp, về mọi mặt thì xin mọi người xin được lượng thứ. Về làm dâu thì ông đại diện cho họ nhà gái đã căn dặn các cháu rồi. Tôi chỉ mong các cháu thực hiện làm sao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đôi bên. Thực hiện cháu Hòa thực hiện đúng là một con dâu thảo, cháu Bình thực hiện đúng là một chú rể thảo và dâu hiền cũng như lời các cụ đã dặn là dâu hiền rể thảo, mong các cháu thực hiện cho đúng. Xin cuối cùng kính chúc các cụ, kính chúc hội hôn mạnh khỏe thành đạt. Xin được chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu trao và nhận dâu của hai vị đoàn trưởng của hai bên gia đình. Lúc này thì xin được trân trọng kính mời hai vị đoàn trưởng chúng ta bước lên một bước ạ. Và chúng ta hãy dành cho nhau những cái bắt tay. Đó là kể từ ngày hôm nay thì hai bên gia đình sẽ trở thành thông gia, quan hệ hai bên sẽ như một nhà, niềm vui sẽ cùng nhau chia sẻ. Việc lớn hai bên xin được san ra. Chúc cho quan hệ giữa hai nhà keo sơn gắn bó đậm đà, trăm năm hạnh phúc thật bền lâu. Và một lần nữa các quý vị, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chúc mừng tới những ý kiến phát biểu trao nhận dâu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các quý vị, và tiếp ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta hãy cùng hướng lên ở phía trên của sân khấu để cùng chứng kiến niềm vui hạnh phúc nhất của chú rể Quang Bình, cô dâu Trịnh Hòa ngày nay. Và ngày hôm nay với sự chứng kiến của toàn thể các quý vị, với sự chứng kiến của hạt nhân gia đình, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng trao đôi vòng nhẫn cưới cho nhau. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu. Em tặng anh một trái tim có giấc mơ anh. Anh tặng em lòng thứ. Xin mời chú rể và cô dâu quay mặt vào nhau đi ạ. Kính thưa toàn thể các quý vị, đúng là nhẫn này trong trái tim anh, ngày vui ngày cưới anh dành tặng em. Nhẫn này trong trái tim em, nhớ ngày hạnh phúc yêu anh nồng nàn. Và các quý vị, chúng ta đang được chứng kiến những phút giây hạnh phúc nhất của Quang Bình và chị Hòa ngày nay. Những tràng pháo tay của toàn thể các quý vị để cùng chúc mừng. Pháo tay là lớn đi quý vị ơi. Và kính thưa toàn thể các quý vị, và vừa rồi thì các quý vị, chúng ta vừa được chứng kiến niềm vui hạnh phúc của chú rể Quang Bình và cô dâu Trịnh Hòa trong phong tục trao nhẫn cưới trong buổi lễ thành hôn ngày nay. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta cùng tiến xuống thác bánh và thác ly ngày nay, tượng trưng cho tình yêu của hai bạn ngày nay. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
cô dâu sẽ cùng tay trong tay cùng thắp lên chiếc bánh tình yêu của đôi bạn trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời, kính thưa toàn thể các quý vị. Và sau những ngày lao động vất vả và mệt nhọc thì chúng ta lại được quây quần bên nhau bên mái ấm gia đình, và chiếc bánh ngày hôm nay cũng tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn dành tặng cho nhau, cũng như dành cho mái ấm gia đình nhỏ của đôi bạn Quang Bình và Trịnh Hòa từ ngày hôm nay. Và những tràng pháo tay của các quý vị vang lên để cùng chúc mừng ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời chú rể và con dâu chúng ta cùng tiến sang thác ly ạ. Qua đêm nay sông gió sẽ về với mấy nhà em, sẽ khi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu mến. Cũng kính thưa toàn thể các quý vị, và lúc này thì chú rể Quang Bình, cô dâu Trịnh Hòa đang cùng tay trong tay cùng rót lên thác ly tưởng tượng tình yêu của đôi bạn ngày nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị, và lúc này thì những giọt rượu hồng đang tí tách tuôn trào tượng trưng cho những con sông nhỏ dồn về biển lớn với niềm vui hạnh phúc của hai bạn trong cái buổi lễ thành hôn ngày nay, cũng như những màn sương lung linh huyền ảo tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn dành tặng cho nhau với sự chứng kiến của toàn thể các quý vị, cũng như các cụ, các bác, các anh, các chị và các bạn. Sóng gió sẽ về với mấy năm, sẽ đi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái. Chúc mừng các vị, niềm vui, niềm hạnh phúc thật giàu và niềm vui hạnh phúc. Lúc này thì chú rể và cô dâu đang tay trong tay thực hiện những nghi thức, đó là nghi thức rất nhiều trong buổi lễ thành hôn ngày nay. Và lúc này thì xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tay trong tay cùng bước lên phía trên của sân khấu ngày nay. Chúng ta cùng làm công tác uống rượu giao môi ngày nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng trở lên phía trên của sân khấu ngày nay. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng quay mặt vào nhau đi ạ. Và chú rể và cô dâu sẽ cùng khoác tay nhau cùng uống rượu giao môi ạ. Và những tràng pháo tay của toàn thể các quý vị nổ vang lên để cùng chúc mừng ngày nay. Pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Kính thưa toàn thể các quý vị, cuộc sống thì trong cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, và cuộc đời còn có cả, chú rể Quang Bình ạ, có cả những gì ạ? Các quý vị vỗ tay thật lớn ạ, có cả những nụ hôn. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời với sự chứng kiến của hai bên gia đình, với sự chứng kiến của các cô, các bác, anh, các chị và các bạn, và chú rể Quang Bình hãy thể hiện bản lĩnh của mình, đó là đặt lên má hoặc môi cô dâu Trịnh Hòa một nụ hôn để chứng minh tình yêu của hai bạn trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu quay mặt vào nhau đi ạ. Cô dâu đặt tay lên vai chú rể đi ạ. Chú rể ôm eo cô dâu ạ. Và nếu như các quý vị chúng ta vỗ tay thật lớn thì chú rể Quang Bình của chúng ta sẽ đặt lên đôi môi nồng cháy của cô dâu Trịnh Hòa một nụ hôn để chứng minh tình yêu của hai bạn. Vỗ tay thật lớn đi quý vị ơi. Sẽ về với mấy ngàn, sẽ đi yêu thương. Và chắc hẳn thì tôi đứng đằng sau này tôi vẫn còn nghe thấy cái sự nối tiếc của các quý vị, và đặc biệt là các bạn trẻ ở phía cuối của sân khấu trường.
và chưa được chứng kiến cái phút giây hạnh phúc của đôi bạn Quang Bình và Trịnh Hòa trong buổi lễ tay hôn ngày hôm nay. Và nếu các quý vị nào chúng ta chưa xem được hình ảnh vừa rồi, xin được trân trọng kính mời các quý vị chúng ta sẽ xem qua màn ảnh nhỏ vào lúc 22:90 trong buổi tối ngày nay. Xin được cảm ơn chương trình diện của toàn thể các vị. Kính thưa toàn thể các quý vị, và lúc này thì trên tay tôi là một đĩa trầu rất nhỏ nhắn và xinh xắn mà đã được các cụ bà của họ nhà trai đã dậy từ rất sớm, dậy từ 4-5 giờ sáng để têm những đĩa trầu rất nhỏ nhắn và xinh xắn như thế này. Trầu này có bán rất nhiều ở ngoài chợ cầu huyện, nhưng không biết từ đâu, từ ngàn đời xưa đến nay, trầu và cau có một mối tơ duyên ngàn đời bên nhau. Quả cau trong trắng ngoài xanh, ai ai cũng biết hôm nay là anh lấy nàng. Và bao thuốc thì trong trắng ngoài vàng, ai cũng biết hôm nay là nàng lấy anh. Và ngày hôm nay, nếu như miếng trầu có ngon hơn, chén trà quê hương có ngon hơn, nếu như tự tay chú rể và cô dâu sẽ cùng trở xuống phía dưới của sân khấu trường, xin được mời tới toàn thể các quý vị thay lời cảm ơn, trân trọng được kính mời. Đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường ăn đồ trang trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn tên họ Hàng. Bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thắm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua vô đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường ăn đồ trang trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn tên họ Hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn tên họ Hàng. Hôm nay thì chú rể Quang Bình cùng cô Trịnh Hòa được đón nhận rất nhiều những món quà. Những món quà về tinh thần, các quý vị chúng ta có mặt tại thời gian gia đình nhà trai để cùng chúc mừng.
mơ đời. Còn ai đợi chờ nữa không em, còn ai giận dò nữa không em. Ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp liêu đây. Xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em? Mười năm đợi chờ chiếu trong tim. Thôi hãy theo anh, mẹ nói ăn năn, ta thoáng cơn mê cùng dắt nhau về. Bóng ta ngát trên vùng đồi cỏ non. Gió nghiêng thoáng vì vụ hàng lau xanh. Ngoài kia là đồng sông hương lúa mới, bên lũy tre xanh là những hang dừa. Và đây là dòng sông ta tương bên, soi bóng chung đôi những ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận dò nữa không em? Ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp liêu đây. Ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp liêu đây. Bùng phai